mặt đen rồi đúng không? Đây, con này có mặt vàng quá nhá. Onkyo TX DS 595 này, con này con mặt vàng này. Con này con hàng hàng đa cầu điện, con này hàng châu Âu. Sử dụng điện 120V này, 220V và 230V nhá. Công suất của nó là 380W này. Đấy, 380W. Con này hiện tại nó cũng đang đứt dây. Con ma răng ở trên kệ kia thì nó là con ma răng SR7005. Các bác check thử trên thị trường xem con này nó bao nhiêu tiền. Chứ bọn em thì cũng thấy check nó giá nó cao quá nên bọn em chưa dám lên được. Đấy, vì bọn em phải để thử đã xem như nào vì giá trị nó cao. Đấy. Chưa biết là nó sống hay không nữa. Đấy, lên giờ cũng không biết báo giá cho bác kiểu gì. Hoặc bác nào biết thì bác ra giá thì được cái em cho lên đường. Đây em đấu con này xem nào. Con này thì lại mất mỗi cái phích cắm. Giá tự xử em cũng không rõ được quán nào mua mù không. Con này mua mù thì hơi căng đoàn. Ô, ở đây. Em tưởng con này hẹo thì chết. Sống rồi con này. Con này có 300 con này 380W con nhá, 380W. Onkyo TX DS 595. 380W. Sử dụng điện 220 có được coi nhé. Đấy. Con này để giá bao nhiêu? Chạy dự án bao nhiêu? Hả? Chạy bán tầm 24 380W. Nên đấu tí đã cho nó chọc. Rồi CD. Ngon lành đâu này. Ngon lành luôn coi nhá, con này hai vế ngon lành, có chỉnh bát tép này. Đấy, Onkyo TX DS 595. Công suất là 380W, không có khiển quá ơi, không có khiển đâu. Ngon lành rồi. Được chưa? Đấy, rất là ngon luôn con nhá. Con này thì sống ok, ngon lành này. 380W, sử dụng điện châu Âu con nhá, điện 220 luôn. Đấy. Sống ok đây. Mã nào lấy này? Mã này là mã số 727. Để cho bác con này giá là 2.4 triệu. 2.4 triệu.